Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Và cả nhà ơi, chỉ còn vỏn vẹn đâu đó 1 tháng đến 2 tháng nữa thôi thì không khí Tết cũng đã đến rồi. Cô chú anh chị đã tìm được căn nhà nào ưng ý cho mình chưa ạ? Nếu cô chú anh chị chưa tìm được căn nhà nào mà phù hợp với mình thì cô chú anh chị hãy xem hết video này cùng Việt nha. Và quý vị ơi, hiện tại thì vị trí mà Việt đang đứng đây chỉ cách chợ Hưng Long tầm khoảng 1 cây số thôi. Nếu cô chú anh chị nào ở quận 6, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình thì mình đi theo cái trục đường quốc lộ 1A ha, mình xuống tới ngã tư Quán Chuối thì cô chú anh chị sẽ rẽ trái vào tuyến đường Đoàn Nguyễn Tấn, mình đi tới chợ Hưng Long đó, sẽ tè tới khu vực nhà này nha cả nhà. Và hiện tại thì khu vực nhà này thì bán kính tầm khoảng 1 cây số trở lại thôi thì mình sẽ có chợ, trường học các cấp cũng như là trạm y tế đầy đủ hết nha cả nhà, đặc biệt là có khu công nghiệp Hải Sơn rất là gần ở đây luôn. Và hiện tại thì ở đây Việt có tầm khoảng là 31 căn nhà vừa mới hoàn thiện và cũng đã có tầm khoảng 4 đến 5 hộ đã về ở rồi nha cả nhà. Hiện tại thì còn trống cũng khá nhiều vị trí. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm khu vực nhà mà Việt đang review cho cô chú anh chị đang xem đây thì cô chú anh chị hãy liên hệ cho Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà. Và Bảo Việt xin mời cả nhà vào cùng xem ngôi nhà của mình ha. Và hiện tại thì tuyến đường mà vô nhà của mình đó cả nhà, thì đường mình là đường chắn bê tông, đường xe ba gác nha. Cô chú anh chị mình thì nếu mà về đây mình ở thì mình vận chuyển đồ hàng hóa cũng rất là dễ ha. Với cái tầm tài chính cô chú anh chị mà dưới 1 tỷ thì căn nhà này rất là phù hợp với mình luôn cả nhà ơi. Hiện tại thì khu vực của mình á, nơi đây thì mình cũng đã có dân cư rất là đông đúc rồi. Cô chú anh chị về đây mình ở là mình sẽ có hàng xóm luôn, rất là đông đúc luôn. Và Bảo Việt sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị sơ về cái mặt ngoài của ngôi nhà ha. Và căn nhà của mình thì tông chủ đạo của nó là màu trắng ha. Chỉ của nó chỉ nổi thì màu nâu đỏ và mái là mái Thái chữ A. Ở đây thì Việt còn trống rất là nhiều vị trí luôn. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm thì mình có thể mình lựa chọn được những cái vị trí ưng ý cho mình luôn. Bảo Việt xin mời cô chú anh chị vào mình xem căn nhà thực tế ha. Trước khi thì vào căn nhà thực tế thì mình sẽ thấy cái mặt dựng của ngôi nhà ha. Mặt dựng ngôi nhà thì bên Việt cũng đã ốp gạch bên ngoài mặt dựng của ngôi nhà, mình đá bóng kính hết rồi, mình về mình cũng rất là dễ vệ sinh. Ở đây thì mình có một lớp cửa 4 cánh nè. Lớp cửa này thì kính này kính mờ nha cả nhà, kính mờ và cửa này là cửa sắt kính mờ. Mình cũng đã có lớp cửa 4 cánh rồi đó, mình cũng an tâm mình về mình ở ha. Cô chú anh chị có thể về mình làm thêm một bộ cửa kéo đài loan hoặc là mình làm thêm một bộ cửa kéo sắt nữa tùy vào cả nhà mình. Mình có thể mình muốn mát mẻ hơn thì mình làm thêm một cái mái. Ở đây thì Việt có là 3 hướng chính để Việt đo hướng cho cả nhà mình luôn. Thì hiện tại thì không những riêng khu vực này và Việt còn rất là nhiều khu vực khác nữa. Nếu cô chú anh chị nào mà quan tâm về hướng phong thủy nè, cứ liên hệ cho Việt ha. Hiện tại thì nhà mình có hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc nha cả nhà. Có 3 hướng chính. Và Bảo Việt xin mời cả nhà mình tiếp tục mình vào phòng khách ha. Ở đây thì khu vực của mình thì cũng có đồng hồ điện, đồng hồ nước đầy đủ hết rồi cả nhà. Mình chỉ về mình việc mình ở thôi. Mình dọn đồ vô mình ở thôi ha. Và hiện tại thì căn phòng khách của mình ở đây thì cũng tương đối vừa vặn thôi cả nhà ơi. Mình ở tầm khoảng đâu đó là 4 thành viên là rất là thích hợp luôn. Tầm khoảng là 3 mét vuông ha. Diện tích của mình là ngang tầm 3m2. 3m2, dài khoảng tầm 8m. Và căn phòng khách của mình thì tầm khoảng đâu đó là khoảng 3 mét vuông trở lại ha cả nhà. Và hiện tại thì căn phòng khách của mình ở đây, cả nhà có thể để một bộ ghế nè. Bộ ghế ở đây ha, để mình có thể buổi tối mình làm việc mình về á, mấy hộ mình trong gia đình nè, mình nói chuyện với nhau, tâm sự được với nhau ha. Bên tường nhà nè quý vị thì còn có thêm hai cái hộc ha, hai cái hộc này để mình có thể mình gắn tranh nè, gắn tranh 3D vô để cho cái căn nhà mình nó thêm sinh động hơn. Gạch thì bên Việt cũng đã ốp tường lên 1m2 rồi. Nhà mình rất là sạch sẽ luôn. Bên trên trần á thì bên Việt mấy anh em cũng đã làm đèn cho cô chú hết trơn rồi. Có đèn led hay đèn lon cũng đầy đủ. Chỉ nổi thì mình cũng đi theo căn nhà của mình là nhìn rất là sinh động luôn nha cả nhà. Mình trước khi vô bếp thì mình còn có thêm cái mặt dựng nè, mặt dựng tam cấp này để mình dựng mấy cái chậu hoa đồ, mấy cái bình rượu đồ để tô điểm thêm cho căn nhà của mình nó sinh động hơn.
Đó, thì tiếp theo bảo việc mời cả nhà mình vào không gian bếp ha. Không gian bếp của mình ở đây thì cũng làm có tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ hết rồi cả nhà. Tủ nhôm ha, tủ nhôm thì mình chống mối mọt luôn, mình xài rất là lâu. Đó, và ở đây mình có bồn inox 304 nè. Ở đây thì mình có gãy là rửa rau, rửa cải, rửa chén, rửa bát rồi mình ăn uống rồi đó cả nhà. Đó. Và vị trí này thì mình còn có thêm cái bếp phía sau, thì mình có cửa cánh nè, cửa cánh mình kéo ra kéo vô để mình đón ánh sáng, đón khí rồi ha, cho nó mát mẻ căn nhà. Và ở đây thì mình thiết kế để máy giặt ngay chỗ này nha, ngay vị trí này nha cả nhà. Mình có đường nước ra nước vô của máy giặt rồi, mình chỉ về mình lắp vô là mình xài thôi. Đó. Thì ở đây thì dưới tầng trệt thì mình còn có thêm một cái toilet. Toilet này thì bên Việt cũng đã ốp gạch ốp tường lên đến tầm 2 mét rồi. Có vòi xịt, vòi sen ha, bồn cầu đều có đầy đủ hết trơn rồi nha cả nhà. Với cái mức giá dưới 1 tỷ thôi cả nhà ơi, thì cái căn nhà này rất phù hợp với những cái hộ gia đình nào có thành viên tầm khoảng là 4 đến 5 người ở ha, rất là hợp luôn. Bảo Việt xin tiếp theo mời cô chú anh chị mình lên hai phòng ngủ ha. Ở đây thì mấy cái bậc cầu thang này mấy anh em của Việt cũng đi tham khảo thầy phong thủy hết để mình xây nha cả nhà, cho nên là cả nhà cứ yên tâm ha, theo sinh lão bệnh tử ha, ngay chí sinh. Cho nên là bậc cầu thang này cô chú cứ yên tâm về vấn đề phong thủy luôn. Và mà cái tay vịn cầu thang này thì mình làm bằng gỗ hết nha cả nhà, gỗ căm xe hết ha. Thì căn nhà của mình cũng khá là chắc chắn. Ê, đây là căn phòng ngủ đầu tiên của mình, là trước khi mà vô căn phòng ngủ đầu tiên đập vô mắt quý vị ở đây, đó chính là một cái bộ cửa kéo nhỏ nhỏ nè để mình mở ra mở vô ha, cửa lùa nhỏ nhỏ ha. Nó để đây mình có thể mình buổi tối nè cả nhà có thể mình mở ra đó để có thể mình đón gió vô căn phòng ngủ của mình rất là mát mẻ. Đèn lon, đèn phòng ngủ đều có đầy đủ hết rồi cả nhà. Ở đây thì mình có thể mình về mình mua thêm bộ giường ngủ nè, đó để mình để vô căn phòng ngủ của mình, là sẽ rất là ấm cúng luôn. Và mình sẽ qua căn phòng ngủ thứ hai. Trước khi mình qua căn phòng ngủ thứ hai thì ở đây sẽ có trên tầng lầu của mình sẽ có một cái toilet nằm chính giữa. Toilet này nó phục vụ cho hai căn phòng ngủ ở phía trên nha cả nhà. Cũng rất là dễ sinh hoạt luôn. Ở đây thì gạch ốp tường cũng đã lên 2 mét rồi, đầy đủ hết trơn luôn cả nhà. Căn phòng ngủ thứ hai này cũng nhìn rất là thoáng đãng luôn cả nhà ơi. Ở đây mình cũng có một bộ cửa mở ra nè, đó để mình ra cái ban công ha. Căn phòng ngủ thứ hai này thì việc thấy nó cũng khá thoáng. Cô chú anh chị có thể tô điểm thêm để cho căn phòng ngủ của mình nó sinh động hơn, về mình dán tranh dán tường rồi đó. Hoặc là mình dán tranh 3D rồi nè, để mình tô điểm thêm cho căn nhà. Ổ cắm ổ điện thì mình cũng đã có đầy đủ hết nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng có căn phòng ngủ thứ hai này, mình cũng có một cái miếng kính ha để tạo tìm điểm nhấn. Ở đây thì mình lắp thêm một cái bộ rèm á cả nhà, mình lắp thêm bộ rèm để cho cái căn phòng ngủ của mình nó đẹp hơn. Thì ở ngoài đây thì mình sẽ có một cái ban công. Ban công này thì cả nhà có thể mình trồng kiểng nè đó, hoặc là ở đây mình có thể mình hóng gió được mà mỗi buổi tối cũng được nha cả nhà, tùy vào gia chủ của mình. Dạ cả nhà ơi, bảo vệ xin tổng kết là hết thông tin của căn nhà mình. Căn nhà mình á, cô chú anh chị chỉ nằm cách chợ Hưng Long khoảng tầm 1 cây số thôi, và diện tích của nó thì ngang 3,2 m dài cho 8 m nha cô chú anh chị. Và giá bán chính thức của căn nhà này thì 800 triệu nha cả nhà. Và trong khu vực này Bảo Việt còn có những căn nhà giá tầm khoảng 680, 690 và 800 triệu là căn cao nhất trong khu vực này nha cô chú anh chị. Và hiện tại khu vực này có 3 hướng cho cô chú anh chị lựa chọn luôn. Và cô chú anh chị nào cũng quan tâm về hướng phong thủy hãy nhấc máy lên và gọi cho Việt qua số điện thoại 0933 82 7963 thì Bảo Việt sẽ giải đáp thắc mắc cho cô chú anh chị nha. Và hiện tại thì khu vực này trong vòng bán kính 800 m thì chúng ta sẽ có chợ Hưng Long, trường học Hưng Long, ủy ban xã cũng như là khu công nghiệp Hải Sơn rất là gần vị trí của mình luôn. Ở đây cũng đã có hàng xóm hết rồi, cô chú anh chị về đây ở rất là thuận tiện, đồng hồ điện nước mình cũng đã có hết rồi, cô chú anh chị chỉ việc dọn vào ở thôi. Và hiện tại trong video này việc có những cái thông tin nào sai sót chưa cung cấp đến cho cô chú anh chị thì cô chú anh chị hãy liên hệ cho Bảo Việt sớm nhất để Việt có thể giải đáp thắc mắc cho cô chú anh chị. Và nếu cô chú anh chị quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Việt qua số điện thoại hiện bên dưới màn hình nha cả nhà. Và hiện nay thì Bảo Việt cũng đang nhận ký gửi mua bán nhà đất
Nếu cô chú anh chị nào có những cái sản phẩm nhà đất cần bán thì hãy liên hệ cho Việt qua số điện thoại 0933 827963 thì Việt sẽ hỗ trợ bán những cái căn nhà, những cái mảnh đất cho cô chú anh chị. Và Bảo Việt xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Xin máy bay và hẹn lại.